Xin kính chào quý vị và các bạn. Và bây giờ là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Số ca F0 trong cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh tăng cao do công tác xét nghiệm của thành phố có trọng tâm trọng điểm hơn trước, cùng với số lượng người dân tự làm xét nghiệm tại nhà. Xuyên đêm truy vết các F0 tại Đồng Nai, chỉ có test nhanh để truy vết mới có thể bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế tốc độ lây lan dịch bệnh. Hà Nội hỗ trợ cho 10 nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời giảm bớt khó khăn cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ F0 trong cộng đồng liên tục tăng. Hôm qua, tỷ lệ F0 trong cộng đồng tại địa phương này chiếm hơn 82% số ca mắc mới, cao nhất trong những ngày qua. Trong đó thì số ca F0 trong cộng đồng được phát hiện nhiều nhất là tại các quận 1, 10, Bình Tân, Tân Bình và huyện Hóc Môn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã đưa ra những nguyên nhân để lý giải cho vấn đề này. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển hướng chiến lược điều trị COVID-19, tập trung kiểm soát và chữa trị F0. Chính vì vậy mà việc xét nghiệm được thực hiện quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm hơn. Dự kiến trong những ngày tới, số lượng F0 trong cộng đồng sẽ tiếp tục tăng lên. Ngoài cái việc mà xét nghiệm theo cái hệ thống theo cái hệ thống y tế thì còn có những người dân lúc này thì họ cũng có nhiều thông tin và họ tự tìm các nguồn test nhanh để họ test, và khi họ test nhanh ra dương thì họ báo y tế, thì cái này cũng là một cái cơ sở để mà cái số lượng F0 trong cộng đồng nó tăng. Trong thời gian vừa qua, còn nhiều khu vực chưa tuân thủ nghiêm ngặt việc giãn cách, vẫn có tình trạng người dân tập trung đông như khi đi mua hàng hoặc tụ tập tại một số ngõ, hẻm. Điều này cũng là nguyên nhân lây nhiễm bệnh và góp phần làm tăng F0 trong cộng đồng. Còn lúc này tại Trung tâm Hồi sức tích cực do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách tại Bệnh viện Dã chiến 16, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, các y bác sĩ vẫn đang làm việc hết mình để cứu chữa các bệnh nhân nặng. Sau một tuần gấp rút đi vào hoạt động thì cơ sở này đã tiếp nhận gần 200 bệnh nhân nặng. Hai số điện thoại đường dây nóng cũng đã được trung tâm công khai từ khi hoạt động để tiếp nhận kịp thời bệnh nhân nặng. Những ngày qua, bất kể ngày đêm, đường dây nóng tại đây không ngừng nhận các cuộc gọi hỗ trợ đón các bệnh nhân nặng để vào điều trị. Để thuận tiện cho công tác phân loại và tiếp nhận các bệnh nhân nặng, Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16 công khai số điện thoại đường dây nóng là 0787 515 940 và 028 35 358 553. Trong này thì rất là đông, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo là điều trị đủ thuốc và đủ các kỹ thuật. Vì là tuyến cuối trong thu dung điều trị, các y bác sĩ tại đây bất kể ngày đêm đều luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận, đưa vào điều trị bệnh nhân kịp thời nhất. Từng phòng cấp cứu đều có chuông báo động và các hoạt động được kết nối với trung tâm điều hành qua hệ thống camera. Những cái bệnh nhân vào các trung tâm hồi sức tích cực thì điều đầu tiên đó là chúng tôi phải cần các cái thông tin liên quan đến tình trạng nặng của bệnh nhân được chuyển đến từ các cái trung tâm y tế tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Một số các cái trường hợp người dân có cái nhu cầu được hỗ trợ thì chúng tôi cũng tư vấn cho người dân, và nếu như cần cái sự hỗ trợ đặc biệt về mặt hồi sức thì chúng tôi sẽ nhận bệnh nhân vào trung tâm của chúng tôi. Thưa quý vị, Bệnh viện Bạch Mai đã cử các chuyên gia hàng đầu, trong đó có đội ngũ về hồi sức tích cực, hồi sức cấp cứu vào thành phố Hồ Chí Minh để điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng nhất. Có thể nói đây chính là những y bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm nỗ lực hết sức mình để giành lấy sự sống cho bệnh nhân. Làm việc xuyên đêm là công việc thường ngày của các nhân viên y tế vùng tâm dịch vào thời điểm này. Bởi vì chỉ có test nhanh để truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng thì mới có thể hạn chế tốc độ lây lan dịch bệnh. Triền miên nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng qua, các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đã phải chia ca trực để đảm bảo có sức chạy đường dài trong cuộc chiến chống dịch cam go này. Ghi nhận một ca trực đêm tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
23 giờ đêm là giờ bắt đầu một ca trực mới của lực lượng tuyến đầu chống dịch ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Các nhân viên y tế, giáo viên, bộ đội và lực lượng của phường được phân chia thành các đội, mỗi đội phụ trách một khu phố, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Chị Vân, nhân viên y tế phường Tam Hiệp đã theo nghề y được 13 năm nay, nhưng 2 năm trở lại đây là quãng thời gian vất vả chưa từng có đối với chị. Nhận nhiệm vụ xét nghiệm COVID-19 cho người dân, chị đã chuyển ra ở luôn tại trạm y tế. Con trai 6 tuổi thì gửi về quê ngoại. Làm cả ngày, có khi là làm xuyên đêm luôn. Có khi 1-2 ngày không ngủ, không ăn là chuyện bình thường luôn. Tất cả các anh em, cả mình luôn. Sức khỏe nó cũng không được đảm bảo hơn nhiều lắm. Nhưng mà được cái hỗ trợ từ địa phương nên anh em cũng được tăng sức đề kháng nhiều. Bộ Quốc phòng cũng phân công nhiều học viên trường sĩ quan lục quân 2 tại thành phố Biên Hòa hỗ trợ chống dịch. Họ được đào tạo kỹ năng lấy mẫu xét nghiệm để đẩy nhanh tốc độ phát hiện F0. Nhiều lực lượng khác như là giáo viên, sinh viên tại Đồng Nai cũng tình nguyện tham gia công tác này. Đi cái này nó rất là nguy hiểm, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân cho nên là cũng sợ, cho nên là gia đình không có đồng ý. Nhưng mà mình cũng thuyết phục bố mẹ mình rất là nhiều, mình nói là để cho con đi. Bởi vì khi mà con cảm thấy con đi như vậy, ít nhất là cảm thấy là cái cuộc sống của con nó có ý nghĩa hơn. Thực sự mà nói thì cũng rất là nhớ nhà, rất muốn về nhưng mà không dám về chứ không phải là không được về đâu. Trời đã sắp sáng, ca trực đêm sắp hết, nhưng nhóm này mới chỉ hoàn thành được 2/3 công việc cho người dân ở khu phố. Xa gia đình, xa người thân nhiều ngày, nhiều tháng nay, nhưng công việc xét nghiệm, truy vết F0 trong cộng đồng vẫn chưa thể kết thúc. Chỉ khi nào dịch bệnh đi qua, những lực lượng tuyến đầu mới hoàn thành nhiệm vụ. Từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Nghệ An tiến hành cách ly thêm 8 huyện thị theo tinh thần chỉ thị 16 và giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 15, tất cả các huyện còn lại để phòng chống dịch COVID-19. 8 địa phương mới giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16 là thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn và Nghĩa Đàn. Nâng số địa phương giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16 tại Nghệ An lên con số 14. Cũng từ 0 giờ hôm nay, 7 huyện còn lại của tỉnh giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 15. Trong gần một tuần qua, Nghệ An đã ghi nhận 107 ca lây nhiễm trong cộng đồng với những ổ dịch rất phức tạp. Đà Nẵng thì đã thành lập hàng trăm tổ phản ứng nhanh giúp cho người dân xử lý sự cố trong những ngày siết chặt phòng chống dịch, ai ở đâu ở đó. Các tổ này phân chia thành viên túc trực tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở các khu vực dân cư để sẵn sàng tiếp nhận thông tin và huy động lực lượng giúp người dân. Những ngày qua, các tổ đã hỗ trợ người dân xử lý các sự cố về cấp điện, nước, mua và vận chuyển bình ga, mua thuốc chữa bệnh và bảo đảm an ninh trật tự. Thành phố Hà Nội cũng đã có nghị quyết 15 ngày 13 tháng 8 vừa rồi hỗ trợ riêng cho 10 nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố như là hộ cận nghèo, người già cô đơn, người tàn tật, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ. Bên cạnh những hỗ trợ dành cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch theo nghị quyết 68 của Chính phủ, thì thành phố đang nỗ lực triển khai thêm gói hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng này để kịp thời giảm bớt khó khăn cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, lại có bố mẹ già thường xuyên ốm đau. Cuộc sống của chị Giang vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn do nghỉ dịch kéo dài. Ngoài 1,5 triệu hỗ trợ lao động tự do, chị còn được hưởng thêm 1 triệu đồng theo chính sách đặc thù của thành phố là hộ cận nghèo. Chở cả 2, là được 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi này em trang trải cái dịch COVID-19 này để giảm bớt khó khăn cho gia đình. Vợ chồng bà Hiên nuôi một người con bị liệt sau tai nạn. Cuộc sống của 3 người chỉ trông vào tiền trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng 720.000 cho người con và 500.000 tiền chăm sóc. Ông bà cũng nằm trong danh sách đối tượng được thành phố hỗ trợ. Hai ông bà già mình đưa bệnh tật thì cũng khó khăn, nhưng mà trên thì cũng nhìn nhận đấy, thấy đỡ được ít nào thì hãy hết đi. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng khó khăn theo chính sách riêng của thành phố là gần 346 tỷ đồng, gần 250.000 người được hỗ trợ. Chính sách của thành phố này thì là nó đã thực sự đi vào lòng dân và được rất nhân dân là rất là đồng tình ủng hộ. Để lo cho những cái đối tượng mà bị ảnh hưởng COVID, đặc biệt là các đối tượng lao động, rà soát lại tất cả các đối tượng. Ở trên cơ sở đó cũng đã rà soát được 10 nhóm đối tượng để đảm bảo cho cái việc tránh cho người dân giảm bớt những cái khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Những ngày này, Hà Nội đang tiếp tục rà soát danh sách lao động tự do ngoại tỉnh.
những người yếu thế, những gia đình chính sách để kịp thời hỗ trợ. Cùng với đó là đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ để người dân nhanh chóng tiếp cận được các gói hỗ trợ trong lúc khó khăn vì giãn cách. Tiếp theo xin mời quý vị đến với phần điểm các thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử Việt Nam và quốc tế mới đây. Báo điện tử Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam đưa tin thủ đô Berlin của Đức tặng Việt Nam 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh. Nằm trong chuỗi các hoạt động của các địa phương Đức ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, ngày 19 tháng 8 tại Berlin, chính quyền thành phố này đã trao tặng Việt Nam 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 nhằm thể hiện tình đoàn kết quốc tế với Việt Nam trong cuộc chiến với đại dịch. Đây cũng là lời tri ân gửi tới Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Đức vì đã quyên góp ủng hộ Berlin khẩu trang và các loại hàng hóa khác để phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua. Theo báo điện tử VOV, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và UAE trong 7 tháng năm 2021 đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang UAE có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với các thị trường xuất khẩu khác của Việt Nam. Trong cán cân thương mại thì Việt Nam luôn ở thế xuất siêu lớn với thị trường này. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và UAE được kỳ vọng sẽ đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Cũng liên quan đến xuất khẩu, Phòng Kinh tế và Thương mại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Australia đã nhập khẩu 6 tấn chè từ Việt Nam với giá trị nhập khẩu là 74.000 đô la Mỹ. Lượng nhập khẩu tăng 62,1% và giá trị nhập khẩu tăng 85% so với cùng kỳ. Hiện cả chè đen và chè xanh của Việt Nam đều được thị trường này ưa chuộng. Theo trang tin tức cho các nhà đầu tư châu Á-Thái Bình Dương Entrepreneur Asia Pacific, ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam vẫn đang phát triển bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Trong những năm gần đây, thì Việt Nam đã thực thi một số hiệp định thương mại với các nước, cùng với đó là các chính sách linh hoạt để thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Điều này mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đến hàng đầu để đặt cơ sở sản xuất điện tử của họ. Nhật báo Korea Trung An của Hàn Quốc có bài viết Việt Nam sẽ rút ngắn thời gian cách ly từ 14 xuống 7 ngày đối với một nhóm doanh nhân Hàn Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI, đợt đầu tiên đã đến Việt Nam gồm 84 người từ 50 công ty. Kể từ ngày 22 tháng 3 năm ngoái, Việt Nam đã dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài, ngoại trừ các nhà ngoại giao, nhà đầu tư nước ngoài và nhân công chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, KCCI đã nỗ lực đề nghị các quy tắc đặc biệt dành cho các doanh nghiệp Hàn Quốc với hy vọng sẽ đưa một số dự án trở lại đúng tiến độ. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Nhiều bộ ngành đang vào cuộc nhằm kết nối đầu vào, đầu ra trong chuỗi cung ứng nông sản ở khu vực phía Nam, quyết tâm không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong khu vực. Trung bảng với các đội mạnh tại Army Games 2021, đội tuyển xe tăng Việt Nam lúc này đã sẵn sàng cho các nội dung thi đấu sẽ diễn ra ngay trong tuần sau. Thưa quý vị, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết sản lượng hàng hóa container qua hệ thống cảng biển Việt Nam trong 8 tháng của năm nay tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số khu vực cảng biển có sản lượng hàng container cao nhất như là khu vực Quảng Nam, khu vực Mỹ Tho, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì một số khu vực cảng biển có lượng hàng container giảm mạnh như là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Dự báo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn khởi sắc trong những tháng cuối năm khi dịch bệnh sớm được kiểm soát, các hiệp định thương mại tự do được thực hiện toàn diện. Nhiều sản phẩm nông sản chủ lực và vụ của đồng bằng sông Cửu Long đang gặp khó khăn trong khâu thu hoạch. Thương lái thu mua thì vắng bóng, nhiều cơ sở chế biến và nuôi trồng thủy sản phải tạm ngừng hoạt động, tác động không nhỏ tới chuỗi cung ứng nông sản của toàn vùng. Hiện nhiều bộ ngành đã vào cuộc nhằm kết nối đầu vào, đầu ra trong chuỗi cung ứng, giải quyết ách tắc lưu thông. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều khó khăn cần giải quyết nhằm không để đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản tại khu vực phía Nam. Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt phía Nam 970 thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vụ lúa hè thu đồng bằng sông Cửu Long mới thu hoạch được gần 60% diện tích. Hiện khó khăn lớn nhất là tình trạng tắc nghẽn lưu thông lúa gạo hàng hóa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng biển để xuất khẩu.
Hiện nhiều nhà máy đã làm việc và thống nhất với địa phương về triển khai phương án 3 tại chỗ để tiếp tục đẩy mạnh thu mua lúa cho nông dân. Kiến nghị bộ là có ý kiến cho Bộ Giao thông để hướng dẫn sao cho các cái tỉnh mà cấp cái giấy giống như luồng xanh đối với xe tải để cho các cái ghe đi thu mua lúa có thể là thuận tiện. Cái thứ hai là các tỉnh cũng phải ưu tiên cho cái đội ngũ mà thu hoạch lúa gạo trong cái chuỗi về cái vaccine để có thể là đi tới đi lui thì nó an tâm hơn. Bộ Giao thông Vận tải cho biết luồng xanh đường thủy luôn sẵn sàng lưu thông lúa gạo và các nông sản khác để giảm tải cho đường bộ. Cần có sự thống nhất giữa các địa phương để việc vận chuyển và tiêu thụ được thông suốt. Sớm hình thành cái cổng thông tin trực tuyến, trước tiên là cổng đặt tên đó là 970 đi. Để làm sao mà bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh vô đó cũng biết bây giờ nó đang tắt ở tỉnh nào, hàng hóa nó dòng chảy nó đang tắt đâu, chúng ta cập nhật thường xuyên, cập nhật giá cả, cập nhật để kết nối, để các doanh nghiệp người ta cập nhật vào đó và chúng ta cũng nắm diễn biến cái tình hình của các doanh nghiệp, giúp cho chúng ta có một cái phản ứng và giúp cho các cái chính quyền địa phương á mới thấy rõ. Mỗi ngày, tổ công tác 970 kết nối tiêu thụ thành công hơn 40 đơn hàng với sản lượng từ 200 tới 400 tấn nông sản. Dự báo lượng hàng hóa được tiêu thụ thông qua tổ sẽ tiếp tục tăng nhanh khi tiểu thương các chợ đầu mối lớn tại thành phố Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại. Đà Nẵng là trung tâm sản xuất các mặt hàng thiết yếu của cả khu vực, cũng là một trong những đầu mối sản xuất công nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực hiện quy định chống dịch của thành phố Đà Nẵng ở cấp độ cao nhất thì các doanh nghiệp thiết yếu chỉ có 1/3 công nhân làm việc tại nhà máy theo mô hình 3 tại chỗ. Rút kinh nghiệm từ việc bùng phát dịch tại các khu công nghiệp có công nhân đông, các doanh nghiệp đã duy trì lượng công nhân tối thiểu để đảm bảo cung ứng các đơn hàng xuất khẩu ra thị trường thế giới. Khu công nghiệp Hòa Khánh, nơi có hàng trăm doanh nghiệp với hàng vạn công nhân làm việc. Giờ tăng tầm của những ngày giãn cách, không một công nhân nào ra đường. Doanh nghiệp nước ngoài này ngày thường có hơn 4.000 công nhân, bây giờ cắt giảm chỉ còn 400 người. Tất cả làm việc trên tinh thần tự nguyện và được chia ca, luân phiên sản xuất một cách hợp lý. Cái tinh thần là chống dịch, cho nên là cái vấn đề mà ở ba tại chỗ tụi em rất là yên tâm. Trong công ty cũng bố trí tất cả vị trí và cũng đảm bảo cho sức khỏe tất cả chị em ở lại làm việc tại công ty. Chúng tôi đã lắp vách ngăn ở các khu vực sinh hoạt, ăn uống và khu vực làm việc để hạn chế tiếp xúc giữa các nhân viên. Ngoài ra, chúng tôi vẫn duy trì kiểm tra thân nhiệt, thực hiện xét nghiệm 3 ngày một lần và yêu cầu nhân viên tuân thủ đúng 5K. Về việc thực hiện 3 tại chỗ thì đến nay không có vấn đề gì. Trước yêu cầu chống dịch, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng cũng chỉ để lại 800 công nhân các phân xưởng sản xuất sản phẩm trọng yếu xuất khẩu nước ngoài. Chỉ riêng trong tháng 8, doanh nghiệp này vẫn đạt giá trị hợp đồng lên đến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Đây là kết quả của cách làm vừa sản xuất vừa phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất. Và tới thời điểm hiện giờ thì có nói là cái phương án sản xuất chúng tôi rất là hiệu quả. Chúng tôi đã duy trì được, có những khâu chúng tôi đã duy trì được trên 90%. Bình quân thì từ 75 đến 90%. Và thực tế thì chúng tôi cũng đã giám sát được và kiểm soát được cái dịch. Cho nên là cán bộ nhân viên tôi rất là yên tâm trong vấn đề sản xuất. Thì ban quản lý chúng tôi cũng thành lập các đoàn kiểm tra nghiêm túc, kiểm tra và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Và đặc biệt là yêu cầu các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động nếu như không đảm bảo các điều kiện chống dịch. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có 128 doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo phương án 3 tại chỗ với hơn 10.000 lao động làm việc. Hiện có 93 doanh nghiệp đã hoàn thành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động. Giữa đại dịch, nhưng những container hàng này vẫn được xuất đi nước ngoài là tín hiệu tích cực để duy trì mạch máu kinh tế, nhất là trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay. Thưa quý vị, cuộc thi xe tăng hành tiến, phần thi được mong đợi nhất của Hội thao quân sự quốc tế Army Games năm nay sắp sửa diễn ra tại Liên bang Nga. Cuộc thi tăng có sự tham gia của 19 đội tuyển của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với vị trí thứ nhất bảng 2 tại Army Games 2020, đội tuyển xe tăng Việt Nam có mặt trong bảng 1 năm nay, cùng với các đội mạnh là Nga, Trung Quốc, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Serbia, Mông Cổ, Venezuela và Syria. Trước thềm khai mạc thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đã thực hiện bắn hiệu chỉnh vũ khí, sẵn sàng trên đường đua Army Games 2021.
thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow trở nên sôi động bởi những tiếng đạn pháo 125mm và tiếng động cơ trong buổi hiệu chỉnh vũ khí chuẩn bị cho cuộc thi xe tăng hành tiến. Trong khi các nước như Trung Quốc, Belarus hiệu chỉnh vũ khí và sẽ thi bằng chính xe tăng T-72B3 của mình, thì đội tuyển xe tăng của Việt Nam thi đấu bằng xe do nước chủ nhà Nga trang bị. Dù điều này là một thử thách, nhưng các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tự tin sẽ vượt qua mọi khó khăn để thi đấu tốt. Ban tổ chức quy định rất là chặt chẽ và có thể là loại bỏ luôn coi như các đội mà có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra mất an toàn, chứ chưa phải là mất an toàn mới là tạm dừng. Nên là cái đấy là chúng tôi cũng đã xây dựng cho anh em và anh em đã xác định rất tốt. Và tinh thần cũng như quyết tâm của toàn đội thì có thể nói đến thời điểm này là chúng tôi đã chuẩn bị được 90% về con người, về vũ khí, về trang bị. Nếu như các năm trước đội tuyển cần 2 đến 3 giờ đồng hồ để bắn hiệu chỉnh ở các cự ly khác nhau thì năm nay thời gian rút ngắn chỉ còn 1 tiếng, tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Sau khi bắn hiệu chỉnh 3 quả đạn pháo đầu tiên, các pháo thủ xe tăng Việt Nam chuyển sang xe khác để làm quen với các loại vũ khí trang bị, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Vì thực tế khi vào thi đấu thì là các cái vật cản nó rất là phức tạp và nó có nhiều gồ ghề, đặc biệt là cái vật cản sông cạn. Do đó chúng ta phải lắp thêm các cái thiết bị để tránh bị ngập nước vào trong buồng động lực, dẫn đến cháy động cơ hoặc là sẽ bị chết máy ở dưới sông cạn. Đấy là những cái nội dung mà chúng ta cần phải khắc phục. Chúng tôi đã được tập luyện với nhau từ rất lâu rồi nên là trong xe thì tiếng nổ lớn nhưng mà chỉ cần giơ động tác ra là anh em trong xe có thể hiểu được. Bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần rất tốt để sẵn sàng bước vào trận chiến ngày khai mạc. Đây là lần thứ tư đội tuyển xe tăng Việt Nam tham dự hội thao quân sự quốc tế Army Games tại Liên bang Nga. Lực lượng đội tuyển năm nay có 21 người, bao gồm các tuyển thủ đã tham gia năm 2020 và các thành viên mới của kíp xe có trình độ, sức khỏe và bản lĩnh thi đấu tốt. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ thi đấu với xe màu đỏ và sẽ có trận đầu ra quân cùng với đội tuyển Mông Cổ và Syria ngay sau lễ khai mạc Army Games 2021 vào ngày 23 tháng 8. Và phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng những cách đang được hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.